giờ tao vẫn chưa hiểu người ta chế muối sầu riêng nó làm gì luôn á trời. Thì đúng là gờ vô nó mềm thiệt, rồi gãi lên lưng con mèo đâu thế. Mày có khoái hơn cái lượt không? Chắc cũng khoái á, nhưng mà nó không có lấy lông nhiều bằng cái lượt đâu. Mà gãi bằng cái này, cái tay mình mỏi hay cái đầu cầm á, nó bự thù lù vậy nè. Không, đại ca có khoái không? Vui vui thật, khỏi nói, còn nó hàm hố thôi khỏi nói đâu, lông dính cũng không có bao nhiêu, không bằng cái lượt. Sao với được thêm cái là mình dán cái keo hai mặt vô đây nè, cái mình dán lên tường á hả, dán gì nè, là dán gì nè, à ngay cái góc tường thì con mèo tự động lên nó ủi, nó coi như nó ủi, nó được gãi mặt hay là gãi lưng á, không có cần tới mình. Hay bữa hổm tôi thấy người ta dán hay lắm, người ta để này nè, cho bà con coi đây nè, cái cạnh tường vậy phải không, ta dán vậy nè, à, ôm vô một cạnh luôn, thấy ghê không, làm sẵn có mục đích hết. Cái đầu nhìn cái này, ủa này là gì, chẳng biết gì, thì ra để dành, à, quan trọng ấp giữa cạnh vậy nè, mà con mẹ nó sẽ chơi, mà phải dán cái keo hai mặt vô nha. Đó, tôi lột hai mặt ra rồi, còn thêm một chức năng ngộ nghĩnh nữa, tôi thấy người ta để đồ ăn vô đây nè. Người ta để ba tê với hạt vô đây cho con mèo nó liếm nè, nhưng mà phải rửa sạch nha. Thực hành luôn cái muỗng múc ba tê dành riêng cho mèo. Ôi cũng được, cũng không khác gì cái muỗng nhà xài đâu. Để vô không ta? Sao để cho tôi thấy nó dơ cái muối sầu riêng. Thôi cứ thử đi. Người ta cho mèo ăn nó liếm dữ lắm, nhưng mà rõ ràng cái muối này nó không có nhọn nha. Mình để mình ấn vô cái đùi hay là cái tay không có thấy chày chụa gì. Có thể con mèo nó liếm vô nó được xỉa răng, hay là nó được mát xa lưỡi không? À, trời ơi, nước nó nhiễu kìa. Phần tiếp theo là bỏ hạt vô đây. Người ta làm sao tôi làm y pin như vậy. Cái chỗ sản xuất, chỗ bán sầu riêng này, họ để vậy nha quý vị. À, trời ơi, một cái món ăn đặc sắc. Thấy trên mạng ta để ba tay chút xíu à, tại vì chỉ có một con mèo ăn thôi, còn ở nhà tôi tới 9 con mèo. Múc thêm để đâu có hết nổi. Rồi, quá nhiều rồi, mà nước nó chảy xuống, dơ bàn, dơ ghế. Cái này công dụng gì ta? Ai biết để lại comment nha. Chỉ thấy người ta kêu vậy thôi chứ không có nói để công dụng. Mà thấy con mèo nó chịu ăn lắm. Thường mà có cái gai gai là nó phải né hết đúng không? Mà nó vẫn ăn bình thường. Rồi đó, đưa cho dân coi, nó nhìn nó cũng thèm rồi con. Không phải thèm đồ ăn mà thèm sầu riêng. Đây là muối sầu riêng có mùi ba tê và hạt dành cho mèo. Đâu, xin mời quý thưởng khách hãy thưởng thức món ăn rất là mới lạ. Ủa, ăn bình thường, mấy cái gai này nó đâm không có đau, kiểu như nó chỉ gãi ngứa trên cái lưng con mèo, khi mình ấn mạnh vô nó mới gãi ngứa thôi, chứ người ta chút hết trơn rồi, không có nhọn nha. Ở ngoài nhìn vô thấy ghê ghê vậy thôi, chứ gờ vô chẳng có ăn nhầm gì cái muối sầu riêng ở ngoài đâu nha. Đừng có ai mà thấy muối sầu riêng ở ngoài thử cái này đi bụi nha. Đây là muối sầu riêng trị giá gần 100.000, lúc tôi mua gần 100.000, giờ nó khuyến mãi giảm giá bớt rồi. Ơi nhiễu chịu ăn lắm đó. Nó đưa cái đầu che camera hoài, tao quay coi nó ăn sao. Ôi liếm đứng vô sắc gạt, có khi nào để dành cạo lưỡi cho mèo không vậy? Ủa vậy là sao? Tôi không nghĩ tụi nó sẽ ăn. Thị Miêu tham gia nữa kìa, hiếm khi thấy chị Miêu tham gia game show, bữa nay có mặt nó trời. Thôi đừng có đông quá nha, đông quá tao quay không qua được nha. Đó gần hết rồi đó bà con. Ăn như vậy có tác dụng gì, cho nên nó không có để. Và chị Miêu đã ở lại sau cùng, nó cũng ăn muốn hết rồi. Mà có nhiều cái nó kẹt ở bên trong, con mèo nó ăn không có được nha quý vị. Hay ta, nhưng một cái dĩa đồ ăn mới toanh dành cho mèo, một phong cách mới lạ. Đã có ai từng thấy mèo ăn giống vậy chưa, hay là chỉ nhìn thấy kênh thấy thúi thôi. Cái món hàng này ở nước ngoài bán nha quý vị. Nhìn cái muối sầu riêng cũng lạ lạ mà vừa cho mèo ăn mà vừa gãi lưng. Gãi lưng thì tin, cho mèo ăn hơi khó tin. Thì ra mấy cái nhọn nó chuốt rồi hay nó làm u tròn tròn á, nhìn cảm giác giống sầu riêng thôi. Với lại dành cho mấy tín đồ mê sầu riêng á, nhìn thấy con mèo liếm liếm rồi bắt đầu thèm sầu riêng rồi đó nha. Có trái màu xanh, trái màu vàng, cái dạng như là sầu riêng nó chín mùi á, còn tôi mua trái xanh. Bạn thường mình ăn sầu riêng mình lựa xanh không? Thế ăn cuối cùng, cố gắng rửa những cái pate cuối cùng ở trong muối sầu riêng. Gắng cậy đi con, vậy là được ha. Phong cách ăn mới dành cho triều đại khế thú. Rồi con dân nó đem cơm cho mèo ăn ha. Đây, coi con quỷ vô nháo nó đối xử với người cho nó ăn nè. Mà quý vị coi nè. Rồi, dân đút đồ ăn ra. Ồ, nó khè, nó chửi người ta ha. Vô mất dạy nó vô ha. Mấy đứa này không ai khè, có mình vô nó khè. Mày chửi không?
Vô đi. Dăm dăm lúc nào dần. Đó 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 đó. Dạ gì trời. Mấy con này đâu có làm mày đâu phải không? Không mạnh vui phải không? Vậy hả? Lấy cái cây làm sao? Vậy đó hả? Đầu đầu rút ra thử coi. Vui. Mày giật mình. Vậy không ấy ha. Người ta đút đồ ăn vô là hồi đó giờ vậy không. Mặc dù biết nhỏ này quen mà lau cá rồi. Vô ăn đi. Đại ca nhậu thèm mèo. Không, con nhậu nó thèm không à. Con mạnh vui. Rồi đồ ăn văng lum hết trơn rồi. Ôi chứ cái thằng này nó nguy hiểm. Nhưng mà vô đây mà vuốt ẩm nó được đúng không? Nó cười chưa? Đó đó. Thôi. Nhìn thấy cái tay vui rất là đề phòng. Không thì không, ăn thì vẫn ăn à. Trời ơi. Nè nè, vô ăn nè, vô ăn nè. Chửi. Có là não giả chúng mày chưa? Wow không? Hả? Vui mất dạy cho mày ăn muối sầu riêng liền tên. Hả? Không ăn muối sầu riêng bây giờ. Đang nghiên cứu muối sầu riêng coi công dụng sao. Thôi ăn đi. Rồi. Mày ăn đi vui. Ăn đi. Ăn đi. Người ta đưa đồ ăn cho mày. Làm như là người lạ vô có ăn cắp đồ vậy đó. 2 năm rồi còn gì? 1 năm mấy? 2 năm rồi. Ăn thì ăn mà gừ thì gừ. Tôi đưa cái tay vô khi cũng giả tôi luôn. Trừ khi nào tôi la hay nó nghe tiếng rồi thôi. Nói chung nó nhìn ra cái cửa sổ này mà gặp cái tay lạ đút vô là nó là đứa chửi đầu tiên. Những con khác không ai chửi. Mình nhiều khi con đại ca con quạo với ngầu nó hùa theo. Hồi xưa là con ngầu nó chửi trước nha. Ngày sau này con ngầu nó hết chửi rồi. Cái con vui nó chửi rồi là chút lại công dụng để dành gãi ngứa cho mèo. Ok rồi, mà tại sao bỏ đồ ăn vô ăn? Mà có công dụng gì? Ai biết để lại comment nha. Gãi rồi, gãi rồi. Cái mặt có chiêu không? Phê không? Anh ngứa không? Hả? Này ở trên á, cái đầu nó tròn tròn á. Nó dính vô cái da. Thì có thể lấy bụi bẩn ra ngoài ha. Cái lượt thì nó nhọn quá. Chỉ gãi cho đã ngứa thôi. Còn cái này nó kéo hết vô sát cái da. Ê, da lông cũng nhiều á. Ê. Cũng nhiều nha. Không có ít đâu nha. Khi mình kéo xuống cái cảm giác nó dính vô bà con. Hết vô cái da. Cái này chỉ là món đồ chơi dành cho mèo. Mua ở cho trang web nước ngoài nha quý vị. Chứ không phải sầu riêng mà gãi lưng cho mèo đâu nghe trời. Ai lấy món sầu riêng gãi lưng cho mèo là quá ngu rồi nha. Chảy máu của mèo. Người ung thư da, viêm da người ta đó nha. Mà đây chỉ là món đồ chơi thôi. Nè, nghe tiếng gớp nè. Nhẹ hiệu à. Bằng nhựa đang ngủ gì đó. Ủa gì vậy? Đang thử sầu riêng mà chọc á. Đó. Thôi nha.